Trong tối qua, tại khu di tích danh thắng Ao Bà Ôm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức đêm hội Ốc Ông Bóc với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi. Không khí vui tươi rộn ràng đã tạo nên một đêm lễ hội thật sự ý nghĩa với bà con Khmer. Phóng viên Diệp Phong sẽ thông tin chi tiết đến quý khán giả ngay sau đây. Hàng ngàn người dân tập trung về khu di tích danh thắng Ao Bà Ôm để thưởng thức một đêm nghệ thuật và các hoạt động văn hóa tín ngưỡng vô cùng hào hứng sôi nổi gắn với lễ hội Ốc Ông Bóc. Những điệu múa duyên dáng, lời ca ngọt ngào, các tiểu phẩm tái hiện lại sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cộng đồng đã tạo nên một đêm nghệ thuật khó quên đối với bà con. Nghi thức cúng trăng đúc cốm dẹp cũng được tái hiện một cách sinh động. Sau các nghi thức làm lễ là phần đúc cốm dẹp cho con trẻ. Người lớn sẽ đúc cho trẻ và hỏi các em mơ ước gì cho tương lai. Dựa vào đây bà con sẽ dự đoán mùa vụ cho năm sau. Một không khí lễ hội thật sự khi các chùa Nam Tông Khmer tiến hành diễu hành đi quanh Ao Bà Ôm, kết hợp thả hoa đăng, những chiếc đèn nước đầy sắc màu được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Phần lớn mô phỏng lại ngôi chính điện của chùa Nam Tông Khmer. Đây là hoạt động nhằm tạ ơn thần đất và thần nước, cầu mong bình an cho phong sóc, ruộng đồng tốt tươi, cuộc sống ấm no hơn. Ánh sáng rực rỡ của hàng ngàn chiếc đèn như bức tranh sinh động phản ánh cuộc sống sung túc của bà con Khmer. Năm nay, nhiều chiếc đèn được trang trí lộng lẫy, phần nào phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện và phát triển ổn định hơn. Xin được cảm ơn phóng viên Diệp Phong. Đối với đồng bào dân tộc Khmer thì giải đua ghe ngò là điểm hẹn đặc biệt trong dịp lễ Ốc Ông Bóc. Riêng tại tỉnh Kiên Giang, giải đua mỗi lần được tổ chức đã thu hút hàng chục ngàn khán giả đến cổ vũ. Mọi người hòa mình vào không khí rộn ràng của lễ hội, từ đó tạo nên tinh thần đoàn kết tại địa phương. Mặt trời cây nắng gay gắt, khán giả vẫn nán lại để xem đua ghe ngò. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ trên bờ đến ngọn cây, mọi người cổ vũ cho đội nhà và cả đội bạn. Em rất là háo hức, rất là vui luôn. Em thậm chí là em không ngủ được luôn ạ. Giải đua ghe ngò năm nay thu hút gần 30 đội đến từ các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Đây là những đội xuất sắc đã vượt qua những vòng cọ sát thi đấu tuyển chọn từ nhiều địa phương ở tại tỉnh Kiên Giang. Chưa môn thể thao nào có số lượng vận động viên nhiều như đua ghe ngò. Như một chiếc ghe chuyên có vài chục người tham gia là bình thường. Chính vì thế, để giành chiến thắng, đòi hỏi tinh thần đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng giữa các tay chèo. Sự đoàn kết giữa các cái dân tộc trên địa bàn tỉnh đó là ngày càng đó là sâu rộng. Chúng ta có cái cảm nhận rằng đó là cái lễ hội này không phải chỉ riêng của đồng bào Khmer mà đó là cái ngày hội chung của toàn thể đó là các cái dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Mỗi năm chỉ diễn ra một lần, thế nên giải đua là điểm hẹn đặc biệt của những người đam mê thể thao. Trong tiếng reo hò của khán giả, các vận động viên nỗ lực để sớm về đích. Tuy nhiên, dù đội nào chiến thắng thì điều quan trọng hơn cả vẫn là niềm vui và đặc biệt là tinh thần đoàn kết. Ngày hôm qua thì lễ hội Ốc Ông Bóc đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 đã bế mạc. Giải đấu thu hút sự tham gia tranh tài của 32 đội ghe ngò nam và 4 đội nữ. Kết thúc mùa giải năm nay với nội dung thi đấu nữ cự ly 1.000m, ban tổ chức đã trao giải tư cho đội ghe ngò đầu sáu và giải ba cho đội ghe custom tỉnh Bạc Liêu. Giải nhì thuộc về đội ghe ngò nữ chùa Ô Chum thị xã Ngã Năm. Ở nội dung 1.200m nam, giải tư là đội ghe ngò huyện Thạnh Trị. Giải ba thuộc về đội ghe chùa Sà Lôn 2 xã Mỹ Xuyên. Giải nhì là đội ghe custom tỉnh Bạc Liêu. Giữ vững được phong độ đội ghe ngò nam và đội đua ghe ngò nữ ở chùa Tâm Đức, Châu Thành, một lần nữa xuất sắc là nhà vô địch của mùa giải năm 2024. Theo đó, phần thưởng dành cho mỗi giải vô địch gồm cúp, cờ, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tiền thưởng là 150 triệu đồng cho đội ghe nữ và 200 triệu đồng cho đội đua ghe nam.